giấc tôi ác mộng, điên là chẳng chờ mong. Đôi khi người bạn mang gió, nhiệt huyết đang dâng trào, rồi lấy khí thế vút cao. Ta chiến đấu với khát khao, dòng đất sức mình ta luôn kiên định, một trời đất số và tan cam dỗ. Nhìn thấy Hạnh nhìn em chằm chằm luôn đó anh. Mai, Hạnh chết rồi. Tin nhắn này được gửi cách đây 2 tháng. Hạnh đã từng tìm đến cái chết không chỉ một lần. Chúng tôi nghi ngờ anh bất tử nạn nhân. Thực ra hai người đã có mâu thuẫn rất lớn trước đó, chứ không thể hạnh phúc và vui vẻ như anh đã nói. Con về thăm má phải không con? Anh ơi, má nhớ con lắm anh ơi. Nay coi bộ sắc mặt chị tươi rồi ha. Ừ, nói nào ngay hổm rày tôi ngủ được ngon giấc. Ráng giữ sức khỏe nha chị. À mà anh nè, hồi tối này hình như là con Hạnh nó về nó thăm tôi. Cái gì? Chị thấy con Hạnh về? À không, tôi chỉ mơ mơ màng màng thôi à. À, chắc chị nằm mơ chứ gì? Cũng có thể. Chắc tại tôi nhớ nó quá, cho nên nằm mơ. Tôi nghe bà con chòm xóm mình đó, ai cũng bàn tán là thấy con Hạnh nó hiện về. Chỉ riêng mình tôi, nó không có cho tôi thấy. Chị đừng nghe mấy bà đó, bà đồn bậy bạ thôi mà. Đồ đạc của Hạnh vẫn còn giữ nguyên hết không? Ừ, còn đủ hết á. Bị cô không có nỡ bỏ. Vậy chút xíu nữa cô cho con lên phòng của Hạnh nha. Ừ, thì con cứ tự nhiên. Ủa, anh Định. Chị, tôi qua anh xin đốt nhang Hạnh chút nha chị. Trời ơi, thì anh tự nhiên đi chứ. Dạ. Gấp chị tôi về. Uống nước nè anh. Tôi đang có gấp con chuyện bữa khác đây chị ơi. Ủa, cái anh này nó sao lạ gì cả. Alo, Việt hả? Em liên hệ với đồng nghiệp tại địa phương, xin lại chai thuốc trừ sâu tại hiện trường, rà soát lại tất cả các dấu vân tay lưu trên đó. Chú đốt tiền vàng xuống cho con. Con buông tha cho chú đi. Chú xin lỗi. Chú biết chú sai rồi. Chú không có kiềm chế được thú tính trong người của mình. Chú, chú qua chơi hả chú? Ừ. Má có nhà không con? Dạ, má con đi chợ rồi. Con đang học bài hả? Dạ, con đang học bài. Giỏi. Dạ, cảm ơn chú. Vô đây. Chú có quà cho con. Có quà hả chú? Quà gì vậy chú? Vô trong đây. Bí mật. Đi. Chú làm gì vậy? Chú làm gì vậy? Con không được nói với má con gì chuyện này nghe chưa? Nếu không chú giết hết hai mẹ con. Mỗi lần như vậy chú đều cho tiền cho con, có đúng không? Coi như què nhé. Giờ con cũng đã chết rồi, báo quán cũng đâu có được gì. Bỏ qua, tha thứ cho chú. Coi như chuyện này chỉ có chú cháu mình biết yêu nhau nghe. Còn tôi nữa. Tôi đã ghi âm lại hết những lời ông vừa nói rồi. Ông phải trả giá những hành động cầm thú mà ông đã làm. Thì ra mày theo dõi tao. Chính ông là người đã xâm hại Hạnh lúc Hạnh còn nhỏ. Chuyện này xảy ra từ lâu rồi, sao mày lại biết? Tôi đã sâu chuỗi mọi thứ. Đầu tiên là Hạnh nói với Tài là Hạnh bị hại. Sau đó là thái độ của cô bé bán vé số. Khỏi thói. Dạ em cảm ơn chị. Đứng yên coi. Làm gì mà sợ như vậy? Ông buông ra đi. Và để làm rõ hơn, tôi đã tìm gặp cô bé và cô bé đã kể hết cho tôi nghe rồi. Gia đình của người ta sẽ làm đơn tố cáo ông đó. Trời ơi, trời ơi, tôi hại con tôi rồi. Tôi cứ nghĩ ông ta là người tốt, rồi mới giao con mình cái tên cầm thú đó. Má hại con, má hại con. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi. Cô đừng tự bắt mình nữa mà. Đâu có ai biết là ông ta như vậy đâu. Nhưng cô là má của nó. Mà tại sao cô không tin đi? Cô không để ý những chuyện này mà lại. Trời ơi, má cứ chăm chăm đi kiếm tiền mà để cho con phải chịu đựng sự kinh khủng này. Cô có tin một điều là Hạnh đã hiển linh, cho nên ông ta mới bị trừng trị. Con tin bây giờ là Hạnh đã mãn nguyện rồi. Từ ngày con Hạnh nó mất thì cô không còn một tí sống nữa. Nhưng gì nghĩ đến con Hương nên cô mới hy vọng có một ngày mẹ con được đoàn tụ. Ủa, Hương là... Hạnh nó có người chị sanh đôi tên là Hương. Ngày đó vì gia cảnh khó khăn cho nên Trâm sự chị nhờ hai em nha. Một mình chị Chị sợ chị nuôi không nổi hai đứa nó. Em hứa đó, phải sẽ chăm sóc nó và yêu thương nó như con ruột của mình. Chị yên tâm nha. Nếu ai em không phải là họ hàng xa với chị á, cho dù có chết chị cũng không giao con chị cho ai đâu. Em biết mà. Mà chị đặt tên cho con là cái gì vậy chị? Chị đặt nó tên là bé Hương. Thôi em xin phép em đưa cháu về nha chị. Sau đó gia đình của họ đi nước ngoài luôn. Rồi cái chỗ ở hiện tại của cô á thì cũng bị giải tỏa, cho nên má con cô bị dắt nhíu về đây sống tới giờ nè. Má vô với con nè Hạnh ơi. Từ đó cô mất liên lạc với lại con Hương luôn. Thì ra là như vậy, con hiểu rồi. Hương, cô ra đi. Má. Hương. Má. Hương. Má. Hương. Trời ơi. Cô. Má. Con về. Con tìm lại má nè má. Nhưng mà sao? Sao con tìm được má vậy? Thật sự thì con với Hạnh đã liên lạc với nhau qua Facebook lâu lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà con Hạnh nó đã... Con biết. Cho nên là con mới gấp gáp trở về đây. Con không tin. Con không tin em con nó tự tử đâu má. Tại sao cô tin chắc là Hạnh chết không phải là tự tử? Tại vì hai chị em tôi vẫn còn một cuộc hẹn. Chị, khi nào chị về Việt Nam? Chị sắp xếp sớm. Rồi chị về thăm má. Nhưng mà em đừng có nói cho má biết nha. Chị tính cho má bất ngờ. Em biết rồi. Cái chuyện mà em kết nối lại với chị nè, em cũng đâu nói với má đâu. Em nghĩ á, chị mà về nha là má vui lắm á. Chị cũng được ba mẹ nuôi gần đây kể á, là họ muốn đưa chị về Việt Nam để thăm em với má đó. Vậy thì chị về đi. Em hứa em sẽ dẫn chị đi chơi khắp nơi luôn. Em sẽ làm hướng dẫn du lịch cho chị. Em hứa nha. Trời ơi, chuyện nhỏ. Nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Khi tôi còn chưa kịp về thì đã nghe con Hạnh nó tự tử. Tôi không tin và quyết định sắp xếp về Việt Nam. Lần đó trên Facebook tôi thấy con Dung có vẻ là thân thiết với Hạnh, cho nên là tôi quyết định về để gặp Dung. Hạnh, tôi là Hương, là chị em sinh đôi với Hạnh. Hèn gì giống nhau quá. Mời Hương ngồi. Cảm ơn. Thật sự thì tôi không tin Hạnh tự tử. Tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Tôi biết Dung là bạn thân của Hạnh, cho nên tôi muốn nhờ Dung giúp đỡ cho tôi, có được không? Mình có một người bạn là bên công an, chắc có thể giúp được mình chuyện này. Để mình liên hệ thử ha. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà trước tiên á, để tiện cho việc điều tra thì Hương hạn chế đừng có cho ai bắt gặp, nhất là vào ban đêm. Tại sao? Hương cũng thấy rồi đó, khu vực của mình ở đây á là vùng quê rất là yên tĩnh. Nếu như mà Hương xuất hiện vào ban đêm á thì mọi người sẽ nghĩ đó là hồn ma của Hạnh. Vậy tại sao mình không giả làm Hạnh? Biết đâu mình có thêm manh mối. Ủa, Hạnh? Tôi cố tình để cho người khác nhìn thấy tôi. Em chết rồi mà. Dạ không ngoài dự đoán của tôi, những tin đồn bắt đầu được thêu dệt. Và chuyện tới tai của ông Định. Sau khi quan sát thái độ của ông ta thì tôi tin là ông Định có vấn đề. Ông Định chính là một tên biến thái. Má, em con nó cũng đã yên lòng rồi. Má đừng buồn nữa nghe má. Chị, tại sao chị lại biết sự hiện diện của tôi? Thật ra là từ đầu chúng tôi đã lần ra cô rồi. Chị Nguyệt, chị xem nè. Hạnh. Không phải. Cô gái này ở nước ngoài, không phải là Hạnh. Sao nhìn giống vậy? Để em tìm hiểu. Từ đó chúng tôi mới biết là cô và Hạnh thường xuyên liên lạc với nhau. Vậy tại sao không vạch trần việc cô giả ma? Để làm gì? Trong khi sự xuất hiện của cô tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi điều tra mà. Trong lúc mọi người đang bàn tán về việc gặp ma thì tôi quan sát thái độ của từng người. Và tôi phát hiện ra thái độ của ông Định có điều mờ ám. Thì ra là như vậy. Hạnh, em yên tâm đi. Chị sẽ thay em chăm sóc cho má. Má. Báo cáo sếp, đã hoàn thành thủ tục khởi tố ông Tâm về tội hiếp dâm. Bây giờ chỉ còn chờ chữ ký của anh nữa thôi. Anh vẫn còn nghi ngờ gì không? Anh thấy là còn thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì hả? Để em xem. Tâm, anh muốn em quay lại hiện trường vụ án, tìm xem còn sót manh mối nào không. Tôi đã khai hết rồi. Mấy người lập hồ sơ đi, đừng có phí thời gian nữa. Ông Đôn đóng ở tù vậy sao? Tôi đã nhận tội rồi. Mấy người còn muốn cái gì nữa? Muốn ông nói sự thật. Tất cả những gì tôi nói là thật. Nhưng mà chưa đủ. Vẫn còn. Chúng tôi nghi ngờ là ông có liên quan tới cái chết của Hạnh. Mấy người đừng có vu oan cho tôi. Chúng tôi tìm thấy thứ này ở bụi cây gần hiện trường. Nó trùng khớp với chai thuốc trừ sâu mà Hạnh đã uống. Vật chứng này có dấu vân tay của ông. Nè, ông làm gì con bé đúng không? Làm gì là làm gì? Đúng là chứng nào tật nấy mà. Đồ cầm thú. Nè, chửi hơi nặng rồi đó nha. Tôi sẽ đi tố cáo ông. Không lẽ ông hại nhiều đứa trẻ vô tội khác đâu. Tố cáo hả? Tố cáo tao nè. Nó mà tỉnh lại chắc chắn nó sẽ tố cáo mình. Khi tôi thấy mọi người hỏi về cái chết của Hạnh, tôi mới nghĩ ra cái đổ thừa cho thằng bồ của nó. ông nhất định phải trả giá trước pháp luật. Sao ngồi đây một mình vậy? Suy nghĩ về vụ án một chút đó mà. Ủa? Án cũng đã phá xong rồi mà, chị còn phải suy nghĩ cái gì nữa? Dù gì Hạnh cũng là bạn thân của tôi mà, tôi thấy tội nghiệp cho Hạnh. Hạnh sẽ yên lòng nhắm mắt. Anh tin là Hạnh sẽ vui khi có được người bạn như em. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của em mà. Đối với ai thì em cũng làm như vậy thôi. Alo, là tôi đây. Tôi tới liền. Xin lỗi mọi người nha. Đây đúng là kỳ tích. Tạm thời anh ta đã ổn. Tôi sẽ sắp xếp để anh ta đi kiểm tra thêm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Anh Thành ơi, anh có nhận ra em không? Anh có nhận ra em không anh Thành? Hả? Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Em cứ tưởng là anh sẽ không tỉnh lại chứ. Em muốn nói trực tiếp với anh là em xin lỗi anh. Em xin lỗi tại em mà anh mới ra nông nổi như vậy. Em đây. Không bỏ cuộc. Sao tất cả mọi thứ đã trở nên tốt đẹp? Tôi có thể thoải mái và tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Nhưng thật may, tôi có những đồng đội vô cùng tuyệt vời. 6 tháng là thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để chúng tôi gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn. Và tôi biết rằng, một khi chúng tôi đã tuyên thệ, thì chúng tôi buộc phải mạnh mẽ, phải biết cách vượt qua những cảm xúc cá nhân và một lòng cống hiến cho nước nhà. Bởi vì ngoài kia những người dân đang cần chúng tôi. Một lần dường như đã yêu lòng, giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng. Bình yên là chẳng chờ mong, đôi khi đôi bạn mang gió. Nhiệt huyết đang dâng trào, lại khi thế phút tao ta chiến đấu với khát khao. Không biết sức mình ta luôn kiên định, vượt trời định số đập nát cám dỗ. Sống và nguy hiểm ta luôn kiên cường, chẳng để ai phải tổn thương. Đôi lần tưởng như đã thất bại rồi cũng mãi mê.